Cách kiểm tra xem ai là người thường xuyên vào trang cá nhân Facebook của mình nhất. Rất đơn giản, xem tiếp video này của mình ha. Rồi, trước tiên mình sẽ mở TikTok lên ha. Mình sẽ chọn một cái video bất kỳ. Ở đây thì mình sẽ ấn vào mũi tên chia sẻ nè. Rồi, tiếp tục mình sẽ chọn Facebook. Ở cái phần Facebook này, mình sẽ chọn là gắn thẻ và người khác. Rồi, đây là toàn bộ những người vào trang cá nhân của bạn gần nhất đây hay các bạn. Rất đơn giản, chúc tất cả các bạn thành công.